gen của kẻ giết người hàng loạt có di truyền không? Chàng trai này đang phỏng vấn thi vào trường cảnh sát. Giám khảo vừa nhìn đã biết nhận ra được thân phận thực sự của anh. Chàng trai này tên là Jojin. 10 năm trước, anh đã tự đến đồn cảnh sát để tố cáo hành vi giết người của cha ruột mình. Giám khảo hỏi họ tại sao lại muốn trở thành cảnh sát. Những thí sinh khác đều lấy vụ án giết người liên hoàn vào 10 năm trước ra làm dẫn chứng để thể hiện quyết tâm trừng trị kẻ ác. Thế nhưng Jojin lại trả lời khác với họ. Anh làm cảnh sát là để cứu người. Anh chính là con trai của kẻ giết người liên hoàn trong vụ án thảm khốc 10 năm trước. Câu trả lời của anh khiến mọi người rất sửng sốt. Sau đó bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Ở bên khác, cô gái này đang thử vai trên sân khấu. Đạo diễn rất không hài lòng về diễn xuất của cô. Ngay lúc ông đang định đuổi cô xuống, thì cô gái đã bắt đầu diễn phân đoạn nhập vai người bị hại trong vụ án giết người. Cả người cô run rẩy, mồ hôi cũng toát ra không ngừng. Cảnh phim này đã giúp đạo diễn có cái nhìn khác về cô, nhưng thật ra không phải là cô diễn tốt, mà là vào 10 năm trước, cô đã thật sự chứng kiến cha mẹ mình bị người ta giết chết. Đối với cô bây giờ, chỉ cần đọc lời thoại thôi cũng đã đủ khiến cô run rẩy. Sau buổi phỏng vấn, những thí sinh khác không ngừng bàn tán sau lưng Jojin, cậu ta là con trai của kẻ giết người hàng loạt. Sao cậu ta lại có thể làm cảnh sát được? Cũng có người sợ anh, rối loạn nhân cách chống đối xã hội nhỉ, bệnh này có di truyền không? Jojin nghe thế liền đi đến, rồi nhẹ nhàng giải thích với họ rằng chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội không thể di truyền. Dù cho có ngồi sát như thế này, cũng sẽ không truyền nhiễm giống cảm cúm đâu. Những người ở hành lang nghe xong mà sợ đến mức mặt tái mét, nhưng Jojin đã quen với những điều này. Trên đường về nhà, Jojin đã nhìn thấy một gương mặt vô cùng thân thuộc, nước mắt của anh cũng không kìm được mà tuôn rơi. Là em sao? Cô gái này tên là Jae. Câu chuyện giữa hai người họ phải kể từ 10 năm về trước. Mẹ của Jae là một ngôi sao nổi tiếng, cha của cô thì là một doanh nhân, cô còn có một người anh trai dịu dàng. Do cha mẹ của Jae đã chán ghét cuộc sống xô bồ nơi thành thị, nên họ đã quyết định chuyển về quê sinh sống. Nhưng Jojin lại không được hạnh phúc như vậy. Cha của cậu là Yoon Hee-jae, ông bị mắc chứng bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội, còn mẹ của cậu thì đã qua đời từ lâu. Mẹ kế hiện tại của cậu, bà Okehee, là vợ thứ ba của cha cậu. Ngoài ra, Jojin còn có một người anh trai côn đồ, chỉ có cô em gái Sojin là con riêng của mẹ kế là bình thường nhất. Jojin là chàng trai ít nói, hướng nội nhưng rất tốt bụng. Dù họ không phải là mẹ ruột và em gái ruột của cậu, nhưng cậu vẫn luôn chủ động phụ giúp mẹ kế Okehee làm việc và đưa đón em gái Sojin đi học. Một hôm nọ, trong lúc cậu đang đưa em gái về nhà thì đã gặp được gia đình Jae vừa chuyển đến. Dưới gốc cây anh đào, ánh mắt của hai người đã chạm vào nhau. Từ đó Jae đã đem lòng thích Jojin, mà Jojin cũng rung động với cô gái hiền lành này. Con trai của kẻ giết người lại đem lòng yêu con gái của người bị hại. Các bạn nghĩ mối duyên này rồi sẽ đi về đâu? Cô bé Jae đem lòng yêu chàng trai đứng dưới gốc anh đào. Ngày hôm sau khi đến trường nhập học, Jae đã bị thầy giám thị khiển trách vì không mặc đồng phục. Jojin thấy thế liền đứng ra nói giúp cho Jae. Nào ngờ giám thị lại phạt cả hai người phải chạy vòng quanh sân trường. Ngay sau đó, Jae láo cá đã nghĩ ra cách giả ngất để thoát kiếp bị phạt. Khi quay lại lớp học, Jae lại được cô giáo sắp xếp cho ngồi gần Jojin. Cô bé vốn thẳng thắn nên đã ngay lập tức chủ động tán tỉnh Jojin. Cậu đã yêu mình từ cái nhìn đầu tiên phải không? Bởi vì mình xinh quá luôn mà nhỉ? Khi nhìn thấy nụ cười xinh xắn của cô bạn, Jojin ngượng ngùng không dám nói lời nào. Tối hôm đó trời đổ mưa tầm tã, có một chú chó vàng vô tình đứng chắn đường của xe tải đi ngang. Yoon Hee-jae thấy thế liền bước xuống xe, chú chó vàng cũng sủa về phía ông ta không ngừng. Ở bên khác, Jae vẫn đang chạy khắp nơi để đi tìm chú chó cưng của mình. Sau đó cô bé âm thầm đi theo hướng của tiếng kêu và nhìn thấy một chàng trai đang cầm cây búa gõ vào lồng nhốt chú chó, mà người đó lại chính là Jojin. Lúc này Yoon Hee-jae đột nhiên đi đến, ông ta nhìn chằm chằm Jae với ánh mắt hung dữ, rồi hỏi tại sao cô bé lại ở đây. Jae sợ hãi ngã bệt xuống đất. Jojin biết rõ ánh mắt này của cha mình là đang thể hiện điều gì, nên đã vội vã giải thích Jae là bạn cùng bàn của cậu. Yoon Hee-jae nghe thấy thế liền lập tức thay đổi thái độ, còn trả lại chú chó cho Jae. Khi cô bé rời đi, ông ta còn không quên thăm dò cô bé. Jojin căng thẳng nắm chặt lấy tay của Jae. Con sẽ đưa bạn của con về nhà. Tạm biệt nhé, cô bạn xinh đẹp. Trên đường về nhà, Jae đã phát hiện ra vết thương trên tay cậu. Thấy Jojin luôn giấu tâm sự trong lòng mà không chịu nói, Jae vô cùng tức giận nhưng cũng rất đau lòng. Bị thương thì cứ nói là bị thương đi, thấy đau thì phải lên tiếng chứ. Jojin lại phớt lờ lời cô bé nói. Cậu cầu xin cô bé hãy quên hết những chuyện xảy ra đêm nay, sau này đến trường cũng hãy vờ như không quen biết cậu. Thế nhưng cô bạn Jae lại ngay lập tức thẳng thừng thổ lộ tình cảm với cậu. Mình thích cậu. Jojin chết lặng ngay tức khắc khi thấy cô bạn vừa mới quen một ngày tỏ tình với mình. Từ nhỏ đến lớn cậu đều luôn sống dưới cái bóng của cha mình. Cậu vừa tự ti lại vừa sợ kết bạn với người khác. Bởi vì Yoon Hee-jae vẫn luôn muốn biến Jojin trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh giống ông ta. Jojin biết rõ, chỉ có tránh xa cậu thì Jae mới được an toàn. Nhưng Jae lại đột nhiên nắm lấy tay của cậu. Tại thời khắc này, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp của tình người. Khi đưa Jae về đến nhà, mẹ của Jae vừa nhìn đã biết cậu bé này có rất nhiều nỗi niềm chất chứa trong lòng. Bà nắm lấy tay của Jojin và kêu cậu hãy thường đến nhà bà chơi. Trước khi Jojin quay về, bà còn quàng khăn của mình lên cho Jojin. Khi về đến nhà, Yoon Hee-jae liền thăm dò con trai. Ông ta bắt Jojin không được quên đi sứ mệnh của mình.
kẻ yếu sẽ bị đào thải, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại tiếp. Jorjin lẳng lặng gật đầu. Khi quay người lại, cậu liền nhìn thấy tờ giấy và chiếc búa trên bàn. Tất cả những thứ cản trở con đều sẽ bị tiêu diệt. Nếu như con không làm được, thì ta sẽ làm giúp con. Người ta thường nói cha truyền con nối. Thế nhưng ông ta lại muốn biến con trai út của mình trở thành kẻ sát nhân như ông ta. Từ nhỏ, Yoon Hee-jae đã tiêm vào đầu Jorjin. Kẻ yếu chính là thức ăn của kẻ mạnh. Chỉ khi giết chết kẻ yếu thì cậu mới có thể trở thành kẻ mạnh. Thấy cây búa và lời nhắn mà cha mình để lại, Jorjin nhận ra Jae-i đã bị ông ta đưa vào tầm ngắm. Hôm ấy, Yoon Hee-jae đã đến sửa ống nước cho một bà lão. Thấy trong nhà không có ai, chân tay của ông ta lại bắt đầu ngứa ngáy. Sau khi xong chuyện, Yoon Hee-jae lại đi xuống nhà kho để thu dọn tàn cuộc như bao lần khác. Nhưng khi quay lại bàn ăn, ông ta lại vẫn nói cười thân thiết với con gái như chưa có gì xảy ra. Lúc này trên TV đã chiếu tin tức về vụ việc bà lão bị giết. Anh trai của Jorjin là Hyun Mu thấy thế chỉ im lặng không nói lời nào. Cậu em Jorjin cũng dường như đã nhận ra điều gì đó. Khi nghe tin cảnh sát không tìm ra được tung tích của hung thủ, Yoon Hee-jae mới hoàn toàn yên tâm. Tối hôm qua, Jae-i xông vào nhà kho của Yoon Hee-jae, lại không hề giả vờ như không biết Jorjin, mà ngược lại còn chủ động quan tâm đến vết thương trên tay của cậu. Thế nhưng Jorjin vẫn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm đến Jae-i. Khi quay lại phòng học, cậu đã nhìn thấy tuýp thuốc mà Jae-i để trên bàn. Một cô gái lạc quan và ấm áp như vậy khiến Jorjin lần đầu tiên có ý muốn bảo vệ cô ấy. Khi bà Okehe nghe người bạn sống ở ngôi làng bên cạnh nói rằng gần đây bà thường thấy ông Yoon hay đi tán tỉnh những cô gái vào buổi đêm, bà vô cùng tức giận nên đã quyết định đi theo dõi ông ta. Khi nhìn thấy có một cô gái đang đứng chờ xe bus, Yoon Hee-jae đã dừng xe lại trước mặt cô và ngỏ ý muốn cho cô quá giang một đoạn. Nhưng cô gái lại thẳng thừng từ chối ông ta. Thế là sau khi đi được một đoạn thì ông ta đã nảy ra ý định xấu. Ngay sau đó ông ta liền quay xe và bắt cóc cô gái đi. Bà Okehe cũng bám theo sau ông ta đến nhà kho để đánh ghen. Thế nhưng thứ bà nhìn thấy lại là ông Yoon với khuôn mặt dính đầy máu khiến bà sợ hãi vội vã chạy đi. Không những thế còn suýt chút nữa bị ông ta phát hiện. Ở bên khác, anh trai Hyun Mu vì ẩu đả với bạn học trong trường nên đã lần nữa bị đưa vào trại giáo dưỡng. Thế nhưng khi nhận được cuộc gọi báo tin thì ông Yoon lại không thèm quan tâm. Chỉ có cậu em Jorjin một mình giúp anh trai thu xếp quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày, còn lén nhét vào đó một ít tiền cho anh trai, từ nhỏ đến lớn. Tuy Hyun Mu suốt ngày gây gổ đánh nhau rồi gây rối khắp nơi, nhưng ông Yoon lại cho rằng Jorjin mới là đứa con trai có tố chất làm kẻ giết người hàng loạt giống ông ta nhất. Do Hyun Mu chưa từng được cha công nhận, nên từ trước đến nay cậu luôn rất hận Jorjin. Ngày hôm sau, từ sáng sớm tinh mơ, bà Okehe đã vội vã thu dọn lại hành lý để đưa con gái đi trốn. Khi vừa ra khỏi cửa thì đã chạm mặt với Jorjin. Thế là bà liền khẩn thiết van xin cậu thả mẹ con bà đi. Đúng vào lúc này, ông Yoon đã lái xe chạy đến. Jorjin thấy thế thì vội vã dụ cha đi sang hướng khác. Cậu đưa tay ra và bảo bà Okehe hãy đi càng xa càng tốt, nhất định đừng bao giờ để ông ta tìm ra bà. Cậu cũng chân thành cảm ơn bà vì đã chăm sóc cậu nhiều năm, con rất biết ơn mẹ. Vì mẹ đã là mẹ của con. Cứ thế, Jorjin đã tiễn bà Okehe và em gái đi trong sự luyến tiếc. Còn cậu thì lại tiếp tục một mình sống trong địa ngục. Các bạn hãy nhìn sự quá đáng của những phóng viên Hàn Quốc đi. 10 năm trước, Jae-i đã tận mắt chứng kiến cảnh kẻ sát nhân giết chết cha mẹ cô ngay trước mặt mình. Vì để thoát khỏi sự ám ảnh, Jae-i đã thay tên đổi họ và đi theo nghiệp diễn viên. Thế nhưng người phóng viên thiếu đạo đức lại vạch trần thân phận của cô, còn cố tình ép cô kể lại chi tiết việc đã xảy ra vào năm đó. Chưa dừng lại đó, cô ta còn bảo Jae-i hãy lợi dụng quá khứ của bản thân để công chúng thương hại cô. Hàng chục ánh đèn flash chiếu thẳng vào mặt khiến cô căng thẳng đến mức hai chân run rẩy. Ngay lúc này, một người cảnh sát đã xông ra từ trong đám đông và đỡ lấy Jae-i. Tiếp đó anh quay đầu trợn mắt nhìn đám phóng viên. Hãy tắt camera đi. Bỏ cái camera xuống đi. Ánh mắt hai người chạm nhau nhưng không ai nói lời nào. Jae-i vừa nhìn thì đã nhận ra người cảnh sát này chính là con trai của kẻ đã giết chết ba mẹ cô. Anh ta chính là Jorjin, là mối tình đầu của cô. Jae-i còn chưa kịp mở miệng nói lời nào thì đã ngất lịm đi. Jorjin thấy thế liền vội vã bế cô vào phòng y tế. Anh cởi áo khoác của mình ra và đắp lên người Jae-i. Dù 10 năm đã trôi qua, nhưng Jorjin vẫn vô cùng tự trách. Anh biết rằng bản thân không được xuất hiện trước mặt Jae-i, việc anh có thể làm cũng chỉ có chuộc tội mà thôi. Vào cái đêm định mệnh 10 năm trước, Yoon Hee-jae đã giết chết cha mẹ của Jae-i ngay trước mặt cô. Ngay lúc ông ta sắp ra tay với cô thì Jorjin đã kịp thời đuổi đến. Anh nói với cha rằng anh đã báo cảnh sát. Sau đó liền ôm lấy Jae-i vào lòng, rồi cho tay vào túi áo. Tiếp đó anh nói với cha rằng, ông có muốn thử không? Yoon Hee-jae giơ chiếc búa lên. Ngay giây sau Jae-i liền tỉnh giấc. Khi cô tỉnh dậy thì chẳng hề thấy Jorjin ở đâu. Cô vội vã chạy khắp nơi để tìm anh. Khi nghe tin Jorjin thường xuyên ngồi thất thần trong phòng nghỉ, Jae-i liền đi đến phòng nghỉ để tìm anh. Lúc ngẩng đầu lên, cô đã nhận ra trên máy bán hàng tự động có dán hình của cô. Vì biết mình không thể xuất hiện trước mặt Jae-i, nên mỗi ngày anh chỉ có thể nhìn vào tấm hình và nhớ về cô. Khi Jae-i ngồi chờ rất lâu vẫn không thấy Jorjin đến, người quản lý đã nói với Jae-i rằng lại có một đám phóng viên đang đến để săn tin. Lúc đang chờ xe, Jae-i thấy giày của mình đã được lau sạch sẽ, còn Jorjin thì chỉ có thể âm thầm nhìn cô từ phía xa. Đám phóng viên nối đuôi nhau đuổi theo Jae-i để dành cơ hội săn được tin tức nóng hổi của cô. Lúc này Jorjin đã lần nữa xuất hiện. Một mình anh chặn lại một hàng xe của đám phóng viên. Jae-i quay đầu nhìn Jorjin đang đứng ở phía xa.
Khoảnh khắc này giống hệt như cái hôm mà họ gặp được nhau, cũng là giàn hoa đào hồng thắm, cũng là cái ngoảnh đầu đầy luyến lưu. Ở bên khác, Yoon Hee-jae ở trong tù đã bắt tay với một tay săn tin thiếu đạo đức là phóng viên Park. Để xuất bản cuốn tự truyện nói của ông ta, dưới sự nhúng tay của phóng viên Park, cuốn tự truyện của ông ta đã trở nên nổi tiếng. Chưa dừng lại ở đó, phóng viên Park còn muốn làm thêm phim tài liệu về ông ta. Cô ta cho rằng chủ đề về người cha sát nhân và cậu con trai tốt nghiệp trường cảnh sát chắc chắn sẽ khiến cho dư luận bùng nổ, thậm chí cô ta còn muốn công khai hình ảnh của Jo Jin cho công chúng biết. Yoon Hee-jae thấy cô ta được nước lấn tới, thế là ông ta liền lẳng lặng trừng mắt cảnh cáo cô ta, sau khi xem phim này, chắc chắn bạn sẽ có cái nhìn khác về giới phóng viên Hàn Quốc. 10 năm trước Yoon Hee-jae bị bắt vào tù vì tội giết người liên hoàn. Con trai của ông ta là Jo Jin thì tình nguyện đi làm chứng, đám phóng viên liên tục vây quanh bám giết Jo Jin. Phóng viên Park thời còn lấn tới hỏi Jo Jin rằng, chẳng lẽ cậu không có gì muốn nói với bạn của cậu sao? Chính vì cha ruột của cậu đã giết chết cha mẹ của Jae-yi, nên Jo Jin mới áy náy đến nỗi không dám trả lời câu hỏi. Lúc này Jae-yi cũng đi đến tòa án, thế là đám phóng viên liền vội vã chạy sang chỗ của Jae-yi để ép hỏi cô về chuyện xảy ra năm đó. Jo Jin thấy thế liền kéo khẩu trang ra để thu hút đám phóng viên chạy lại về phía mình. Cậu mong Jae-yi không phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu cũng hứa rằng bản thân sẽ chịu sự khiển trách và báo thù của tất cả những người bị hại từ đó về sau. Phóng viên Park luôn luôn bám víu vào vụ án giết người của Yoon Hee-jae để viết tin tức, còn giúp ông ta xuất bản tự truyện, mà cô ta cũng vì thế mà trở nên nổi tiếng. Nhân lúc công chúng chưa quên chuyện này, cô ta còn muốn làm phim tài liệu về câu chuyện người cha sát nhân và cậu con trai tốt nghiệp trường cảnh sát. Nhưng Yoon Hee-jae làm sao có thể để người khác động đến đứa con trai tài giỏi của ông ta được. Từ sau khi Yoon Hee-jae bị bắt, thì Jo Jin đã cùng sống ở quê với bà Okehi và em gái Seo Jin. Sau khi cuốn tự truyện của ông ta nổi tiếng, có rất nhiều phóng viên đã tìm đến quán ăn của bà Okehi, không ngừng hỏi bà có suy nghĩ gì khi biết ông ta xuất bản tự truyện, còn hỏi về chuyện học hành của Jo Jin trong trường cảnh sát. Bà Okehi tức giận lập tức đuổi họ đi hết. Jo Jin vẫn luôn rèn luyện rất chăm chỉ trong trường cảnh sát, thành tích của anh cũng tốt hơn hẳn các bạn học. Hôm nay anh được giữ chức đội trưởng đội cận vệ danh dự tham gia cuộc diễn tập. Rất nhanh sau đó phóng viên Han đã nhận ra anh chính là con trai của kẻ sát nhân. Thế là cô ta liền nắm lấy cơ hội phỏng vấn anh. Cô ta nói với Jo Jin rằng kẻ giết người cũng nên được xã hội thương xót. Nếu như cả thế giới này không có ai thương xót cho họ, thì sẽ càng ngày càng có nhiều kẻ giết người hơn. Jo Jin nghe xong lại phản bác rằng đừng bao giờ mong chờ gì về bọn giết người hàng loạt. Cha của anh mắc chứng bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội, nên sẽ không có tình cảm, cũng sẽ không bao giờ biết áy náy hay hối hận. Lời xin lỗi được viết trong tự truyện đều là giả hết. Ông ta chỉ đang lừa dối công chúng mà thôi. Jo Jin còn đưa ra một ví dụ cho phóng viên Han. Nếu bây giờ tôi giết hai người, thì tôi cũng nên được thương xót sao? Cậu ăn nói cái kiểu gì vậy? Khi nghĩ đến việc mình là người bị hại, không phải các người đã thay đổi suy nghĩ rồi sao? Hai phóng viên nghe xong lời anh nói thì cứng cả họng. Ở bên khác, phóng viên Park đã đến công ty gặp Jae-yi vì muốn tăng thêm độ gay cấn. Cô ta định bụng sẽ đưa câu chuyện giữa Jo Jin và Jae-yi vào phim tài liệu. Tiếp đó cô ta lại gọi điện cho anh trai của Jae-yi để mời anh phỏng vấn với tư cách là người nhà của nạn nhân. Cô ta còn cố ý tiết lộ cho anh biết chuyện Jae-yi và Jo Jin đã tình cờ gặp nhau trong trường học, trong buổi lễ tốt nghiệp trường cảnh sát. Jo Jin đã được Tổng thống Hàn Quốc trao tặng huân chương danh dự cao quý lúc anh ra đến cổng trường. Đồ lừa đảo! Những lời mà mày nói trên TV đều là giả hết, đừng có trao huân chương cho nó chứ. Một người trong đám đông phẫn nộ đã ném trứng gà thối vào chiếc huân chương mà Tổng thống vừa trao tặng cho Jo Jin, còn hét lên rằng Jo Jin không xứng làm cảnh sát, khiến anh chịu nhục nhã ê chề, chính vì cha của anh là kẻ giết người liên hoàn. Mà từ nhỏ tới lớn, anh đều phải sống trong sự nhục mạ của người khác. Phóng viên Park lúc này đã lợi dụng cơ hội âm thầm chụp ảnh của Jo Jin. Đoàn người gây rối ngay sau đó đã bị đuổi ra ngoài, thế nhưng Jo Jin lại đuổi theo họ và nhờ những cảnh vệ thả bọn họ ra. Anh bỏ mũ trên đầu xuống rồi cúi đầu xin lỗi với người nhà của những nạn nhân. Một người đàn ông thấy thế liền tiến tới đẩy Jo Jin ngã xuống đất, rồi bắt đầu đấm liên tục vào mặt anh. Jo Jin không hề phản kháng mà chỉ lẳng lặng nằm im chịu trận. Jae-yi đứng ở phía xa cũng đã nhìn thấy cảnh này. Ngay lúc này bà Okehi và em gái đã xông vào đám đông. Bà Okehi ôm lấy Jo Jin rồi nói với những người đang làm loạn rằng Jo Jin khác với cha của anh luôn ngăn cản cuốn tự truyện xuất bản. Cố gắng trở thành cảnh sát, đừng đổ hết tội lỗi của ông ta lên người của Jo Jin nữa. Jo Jin nắm chặt lấy tay của mẹ và em gái, sau đó lần nữa cúi đầu tạ lỗi với dòng người. Từ trước tới nay Jo Jin vẫn luôn âm thầm chịu đựng tất cả những đau khổ. Anh một mình loạng choạng rảo bước trên đường. Ngay lúc này Jae-yi đã đột nhiên xông đến ôm lấy anh, thấy Jo Jin bị thương khắp người. Mình đã từng nói nếu đau thì phải nói ra cơ mà. Không có được một mình chịu đựng. Đối diện với người con gái đã bị cha mình phá hủy hạnh phúc, Jo Jin áy náy đến nỗi không nói được lời nào. Cảnh này vừa hay lại bị phóng viên Park bắt gặp. Jo Jin thấy thế bèn vội vã ôm lấy Jae-yi để cô không bị lộ mặt. Ngay lúc cô ta đang định tiến đến xem ai đang đứng cạnh Jo Jin, thì anh trai của Jae-yi đã kịp thời đến ngăn cô ta lại. Moo Won kéo Jae-yi ra từ trong lòng Jo Jin và cảnh cáo Jo Jin không được đến gần em gái của anh. Jo Jin nghe xong cũng không nói lời nào mà chỉ biết đứng trơ mắt nhìn Jae-yi rời đi.
Phóng viên Park đánh hơi được mùi drama liền hỏi Jojin có quan hệ gì với Jae, chẳng lẽ hai cô cậu vẫn còn thích nhau à? Jojin tức giận, quay người lại giật lấy máy ảnh của cô ta rồi đập nát nó. Tiếp đó anh cảnh cáo cô ta sau này không được đến làm phiền Jae. Thế nhưng cô ta lại hỏi ngược anh rằng Jojin cũng có lỗi trong vụ án vào năm đó. Rõ ràng anh biết cha của anh là một tên ác quỷ, thế mà anh còn dám thích Jae, thế nên Jae mới trở thành mục tiêu của cô ta. Và rồi khiến cô mất đi cả cha lẫn mẹ, Jojin không hề phản bác lại lời cô ta nói mà chỉ đứng ngực ra tại chỗ. Khi quay về phòng y tế, bà Okehi lau vết bẩn trên áo của Jojin rồi chạm nhẹ lên vết thương trên mặt anh. Jojin dịu dàng an ủi bà rằng anh không sao hết. Nhưng bà Okehi biết rõ, đã nhiều năm nay Jojin luôn một mình chịu đựng đau khổ. Khi con muốn khóc thì đừng nhịn lại làm gì, con cứ khóc đi. Buồn thì hãy khóc. Mệt rồi thì hãy khóc. Mọi người đều là như vậy đấy con à. Jojin rất biết ơn bà Okehi và Sojin vì họ đã luôn ở bên cạnh chăm sóc anh. Nhưng khi anh ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, thấy bạn học đang vui vẻ chụp ảnh bên gia đình, anh đã bất giác nghĩ đến hoàn cảnh của Jae. Xin lỗi vì mình đã thích cậu. Cô bé Jae ngồi co ro trong góc tường, ngay vào ban nãy. Tên giết người hàng loạt này đã tàn nhẫn giết hại cha mẹ Jae ở ngay trước mặt cô. Lý do chỉ là bởi vì gia đình này quá thân thiết với con trai ông ta. Ông ta cười rồi nói với Jae rằng khóc thì không xinh đẹp đâu. Nói rồi ông ta liền giơ búa lên. Ngay lúc này Jojin đã xông vào trong nhà rồi trừng mắt nhìn ông ta. Jae thấy thế liền hét lớn bảo Jojin hãy chạy đi. Lúc đó Jae vẫn chưa biết tên giết người này chính là Yoon Hee-jae, cha ruột của Jojin. Jojin nói với ông ta rằng cậu đã báo cảnh sát, 10 phút nữa cảnh sát sẽ đến đây. Cậu còn nói rằng cậu là vua lì đòn, chắc chắn cậu có thể chịu đòn được trong 10 phút. Nếu không tin thì ông ta có thể thử. Dù đang vô cùng tức giận nhưng ông ta cũng chỉ có thể chạy trước. Sau đó cảnh sát đã đến đưa Jae đi, thấy Jojin đang ngồi thất thần bên vệ đường như xác chết. Jae liền lao xuống xe. Dù cho mới ban nãy cha ruột của Jojin đã giết chết cha mẹ của cô bé, nhưng Jae vẫn ôm lấy Jojin và an ủi cậu rằng đây không phải lỗi của cậu. Jae bảo Jojin hãy đồng ý với mình, cho dù bất luận như thế nào thì cũng phải sống tiếp. Nhìn Jae đang đi càng ngày càng xa, Jojin chỉ biết im lặng gật đầu. Sau vài tiếng truy đuổi, cuối cùng phía cảnh sát đã thành công bắt được Yoon Hee-jae về quy án. Lúc bị còng tay, ông ta còn kiêu căng nói rằng tôi không phải là bị đám cảnh sát thối tha các người bắt, mà là bị con trai của tôi bắt. Khi ở trên tòa, Jojin đã cáo buộc cha mình chính là kẻ giết người hàng loạt. Do giết quá nhiều người nên ông ta đã bị phán tù chung thân. 10 năm sau, vì để chuộc tội, Jojin đã tốt nghiệp trường cảnh sát với tấm bằng xuất sắc, chính thức trở thành cảnh sát. Khi thấy người cha ghê tởm của mình xuất bản tự truyện, Jojin vì để ngăn chặn tự truyện phát hành mà anh đã tự để lộ danh tính của mình và nhận phỏng vấn từ đài truyền hình để vạch trần bộ mặt thật của cha. Từ sau khi cuốn tự truyện của kẻ giết người hàng loạt được phát hành, mỗi ngày đều sẽ có người đặt cuốn tự truyện đó trước phòng ký túc xá của anh. Bất luận anh có cố gắng đến nhường nào thì hình ảnh của ông ta vẫn sẽ xuất hiện xung quanh anh. Anh chỉ có thể mỗi ngày ngắm nhìn poster của Jae rồi nhớ về ước hẹn năm đó của họ mà sống tiếp. Jae nhiều năm luyện tập cực khổ, cuối cùng cô đã trở thành một diễn viên nổi tiếng. Hôm nay là ngày cô đi nhận giải thưởng tân binh của năm. Còn Jojin lúc này thì đang đuổi theo một nghi phạm. Vì để bảo vệ nhân chứng nên anh đã bị nghi phạm đả thương. Sau khi bắt được nghi phạm, anh đã cố nén lại nỗi đau để đi bộ đến bệnh viện băng bó. Thế nhưng anh lại nhìn thấy Jae nằm ở ngay giường bên cạnh. Anh nằm xuống nhìn Jae rồi dần thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy thì lại phát hiện xung quanh không có ai. Anh cứ tưởng rằng ban nãy chỉ là ảo giác. Khi Jojin đi ra hành lang, anh mới nhận ra ban nãy không phải ảo giác. Anh không quan tâm đến vết thương của mình mà điên cuồng chạy đi tìm cô ở khắp nơi. Ở phía ngoài, Jae đang bị phóng viên vây quanh. Do cô vốn mắc chứng PTSD nên ngay sau đó hai chân của cô đã mềm nhũn cả. Lúc này Jojin lại một lần nữa xông vào trong đám đông đỡ lấy Jae. Cậu không sao chứ? Hóa ra ban nãy khi Jae vừa nhận được giải thưởng tân binh của năm, khi cô quay lại cánh gà thì cô đã nhận được một hộp quà và cùng tấm thiệp. Khi Jae mở hộp quà ra thì bên trong hộp quà lại là một cây búa dính đầy máu, mà cây búa này chính là hung khí mà Yoon Hee-jae đã dùng để giết cha mẹ Jae vào 10 năm trước. Jae đột nhiên lóe lên ký ức về vụ án năm đó khiến cô sợ hãi đến mức ngất lịm đi. Tin tức về nữ diễn viên nổi tiếng ngất xỉu rất nhanh đã được lên TV. Khi vừa băng bó vết thương xong thì Jojin đã vô tình nhìn thấy tin trên TV, thế nên anh đã lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm Jae. Rất nhanh sau khi tỉnh lại, đám phóng viên đã vây quanh Jae để hỏi nguyên nhân tại sao cô ngất xỉu. Thế là bệnh của Jae lại một lần nữa phát tác. Ngay lúc này Jojin đã xông đến và đỡ lấy Jae. Anh lo lắng hỏi cô có bị làm sao không. Jae nhớ lại lời ước hẹn năm xưa của hai người. Jae từng nói rằng ước mơ của cô là trở thành một diễn viên giống mẹ. Như vậy thì dù hai người bị mất liên lạc với nhau thì Jojin sẽ vẫn có thể nhìn thấy cô. Jae còn bảo Jojin phải hứa với mình rằng nếu sau này chúng ta phải xa nhau thì cậu nhất định phải đến gặp mình đấy nhé. Mình sẽ đi tìm gặp cậu. Sau nhiều năm, Jojin đã giữ được lời hứa với cô, nhưng vì biết không thể công khai mối quan hệ giữa họ nên Jae chỉ có thể giải thích với phóng viên rằng Jojin là fan cứng của cô. Ngay lúc này, phóng viên Park đã đi đến và nhìn thấy cảnh này.
Rất nhanh sau đó quản lý đã kéo Jae-yi rời đi. Từ sau khi cha mẹ bị giết hại, Jae-yi cùng anh trai Moo-won vẫn luôn sống nương tựa với nhau. Moo-won sau này đã trở thành công tố viên, nhưng bởi vì công việc quá bận rộn nên anh không thể thường xuyên bầu bạn với cô, mà Jae-yi vì không muốn làm anh trai lo lắng nên cũng không nói cho anh biết chuyện. Nhiều năm nay Eun-hee vẫn luôn không ngừng gửi thư đến cho Jae-yi. Sau khi Do Jin rời khỏi bệnh viện, anh đã một mình đến rạp chiếu phim để xem phim của Jae-yi đóng. Đây cũng là cách duy nhất có thể giúp anh nguôi ngoai nỗi niềm. Lát sau khi bà Okehee đang dọn sạp hàng, nhìn thấy Do Jin người đầy vết thương đi về nhà, bà đau lòng khôn xiết. Thế là Do Jin chỉ có thể tìm đại một cái cớ cho qua chuyện, rồi bảo mẹ hãy ôm mình. Anh nói với bà rằng hôm nay anh đã gặp được người không nên gặp. Bà Okehee cũng tự hiểu rằng đó là Jae-yi, nên cũng chỉ biết ôm chặt lấy anh để an ủi. Ở bên khác, Eun-hee đã gặp lại con trai cả là Hyun-moo ở trong tù sau bao năm xa cách, thế nhưng ông ta lại luôn miệng nhắc đến Do Jin. Hyun-moo không thể hiểu nổi, từ nhỏ đến lớn anh ta luôn cố gắng chứng minh bản thân mới là người giống với ông ta hơn. Nhưng tại sao ông ta lại luôn thiên vị cho cái tên Do Jin yếu đuối kia? Cái thằng đó là cái thá gì cơ chứ? Thằng đó là kẻ đã tống cha vào tù, còn sỉ nhục chửi mắng cha ngay trên sóng truyền hình đấy. Cái thằng đó là cái thá gì cơ chứ? Ông ta nghe xong thì tức tối nắm lấy vạt áo của Hyun-moo và nói do anh quá ngu dốt, thế nên mới không xứng làm con trai ông ta. Ông ta còn nói rằng sau khi Hyun-moo ra tù thì hãy đối xử tốt với em trai. Hyun-moo tức đến mức phải tìm đại một người đánh cho một trận để giải tỏa cơn tức. Eun-hee lúc này lại mừng thầm vì thấy chiêu khích tướng của mình rất có hiệu quả. Sao nữ nổi tiếng bị người nặc danh đe dọa, mà chiếc búa này lại chính là công cụ gây án mà kẻ sát nhân đã dùng để giết chết cha mẹ của cô. Thế nhưng Eun-hee vẫn đang bị giam trong tù. Thế thì ai đã làm ra những chuyện này? Jae-yi đem cây búa mà mình nhận được đến đồn cảnh sát để báo án. Mà Do Jin lại chính là người phụ trách của vụ án này. Đây cũng là lần đầu tiên Do Jin gặp cô với tư cách cảnh sát. Anh ân cần hỏi Jae-yi có thấy khó chịu khi anh nhận vụ này không? Thế mà Jae-yi lại nói rằng chính vì là do anh đảm nhận vụ án này nên cô mới yên tâm hơn. Mình nhất định sẽ bảo vệ cậu. Không bảo vệ cũng không sao hết, mình có thể tự bảo vệ mình mà. Thế nên cậu cũng phải chú ý an toàn đấy nhé. Sau khi tiễn Jae-yi về, phía cảnh sát rất nhanh đã xác định được vết máu và vân tay dính trên chiếc búa. Họ nghi ngờ rằng có người đã mô phỏng lại cây búa trong vụ án năm đó. Đồng thời họ có thể chắc chắn rằng việc này có liên quan đến Eun-hee theo như kết quả giám định vân tay. Nghi phạm chính là tên nghiện này. Hắn ta thẳng thắn thừa nhận rằng gần đây đã dùng búa để đập người khác. Và cũng chính hắn là người đã đe dọa Jae-yi. Nhưng Do Jin vừa nhìn thì đã biết hắn ta không phải hung thủ thật sự. Anh lấy con dao găm ra đưa cho nghi phạm, thậm chí còn kéo chặt tay hắn ta đâm về phía anh, khiến cho hắn ta sợ đến mức run rẩy cả người. Cuối cùng hắn ta chỉ còn cách thừa nhận rằng đã nhận tiền để gánh tội thay người khác, mà người đã thuê hắn làm việc này chính là Hyun-moo. Sau khi Hyun-moo ra tù, anh ta vẫn luôn âm thầm theo dõi Do Jin. Anh còn đến quán ăn của bà Okehee, giả làm khách đến ăn để làm gây rối và buông lời cay đắng với bà. Sau khi bà Okehee nhận ra anh là Hyun-moo, bà liền đau xót hỏi Han Hyun-moo tại sao lại không đến gặp bà khi ra tù, dạo này con sống ở đâu, có ăn uống đầy đủ hay không. Thế nhưng Hyun-moo lại nghiến răng nghiến lợi nói với họ rằng lần này anh quay về là để trả thù. Tôi phải giết chết cái thằng nhóc đó. Bà Okehee hiểu rõ thực ra Hyun-moo không phải người xấu, nên bà đã hết lời khuyên anh hãy ở lại sống chung với họ. Kết quả là ngay sau đó bà nhìn thấy vết máu trên giày của anh. Bà Okehee lo lắng hỏi Hyun-moo đã làm chuyện xấu gì nữa rồi. Thế nhưng Hyun-moo lại kêu bà đừng lo chuyện bao đồng. Năm đó chính vì cha mẹ của Jae-yi lo chuyện bao đồng nên mới bị cha anh giết chết. Bà Okehee nghe xong liền tức tối tát anh một bạt tai. Sao con có thể mắng chửi họ như thế cơ chứ? Con có còn là con người không hả? Hyun-moo không muốn đánh trả bà nên hắn ta điên cuồng ném đồ đạc trong tiệm. Do Jin thấy thế liền xông đến ôm lấy anh. Anh Hyun-moo, hãy dừng lại đi, ở đây thôi có được không anh? Hyun-moo cứ thế quay người bỏ đi. Khi Do Jin nghe được tin Hyun-moo được ra tù sớm, thì anh đã liệt tên của Hyun-moo vào danh sách nghi phạm. Sau đó anh đi đến trường quay của Jae-yi, rồi lấy tấm ảnh của Hyun-moo ra và nói với cô rằng nếu sau này có gặp được anh ta, thì phải tránh mặt đi hoặc là báo cảnh sát. Do Jin vô cùng tự trách. Vì 10 năm trước cha của anh đã giết chết cha mẹ của Jae-yi, 10 năm sau anh trai của anh lại tiếp tục đến đe dọa Jae-yi. Nhưng Jae-yi lại ngồi xổm xuống an ủi anh giống hệt như 10 năm trước. Tất cả những chuyện này đều không phải lỗi của cậu. Ở bên khác, trong nhà của Hyun-moo đặt đầy những tấm hình của Jae-yi vì anh ta biết rõ Jae-yi chính là điểm yếu của Do Jin. Thế nên, việc đầu tiên anh ta làm là phải ra tay với Jae-yi trước. Nửa đêm Jae-yi nhận được tin nhắn của đạo diễn, kêu cô một mình đi đến phim trường. Nhưng sau khi cô đi đến nơi lại nhận ra ở đây không có ai cả. Khi cô đi vào bên trong phòng, cảnh tượng trước mắt đã khiến Jae-yi kinh hãi tột độ. Mọi chi tiết trong căn phòng này giống hệt với căn phòng 10 năm trước xảy ra vụ án giết người, cũng là cây thông Noel đó, cũng là bức ảnh gia đình đó, cũng là bản nhạc cổ điển đó. Lúc này một người đàn ông mặc đồ đen đã cầm búa tiến gần về phía Jae-yi, điều này khiến cô nhớ lại ký ức kinh hoàng năm đó. Jae-yi sợ hãi thu mình vào trong góc tường. Bên khác, Do Jin đã nhìn thấy Hyun-moo trong đoạn camera gần nhà Jae-yi. Tiếp đó anh lại nhìn thấy máy định vị trên người của Jae-yi cũng phát ra cảnh báo. Anh bèn vội vã chạy đến trường quay.
sau đó đâm thẳng vào cổng của phim trường. Anh vội vã tìm kiếm J.I. khắp nơi. Khi vào phòng quay, anh nhìn thấy J.I. đang ngồi run rẩy trong góc tường. Do Jin vừa áy náy vừa đau lòng ôm lấy J.I. Người áo đen kia cũng đã đi mất từ lâu. Do Jin sợ J.I. sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm, nên anh đã ôm lấy J.I. trong suốt dọc đường về nhà. Tuy là đã về được tới nhà, nhưng J.I. vẫn nhìn thấy ảo giác và vô cùng hoảng loạn. Cô không muốn Do Jin phải phiền lòng, nên đã khách sáo nói rằng mình không sao cả. Nhưng Do Jin thì đã quá hiểu J.I. Hay là mình không đi nữa nhé? Mình ở lại đây nhé. J.I. nắm chặt lấy vạt áo của Do Jin, chỉ có như thế mới làm cô thấy yên tâm. Do Jin bịt tai của J.I. lại và nói với cô rằng chỉ cần nhìn anh thôi là được, đừng nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa. J.I. sau đó cũng nói ra nỗi lòng bấy lâu của mình, nếu như người khác nghe được chuyện này, chắc chắn sẽ nói mình bị điên, nhưng dù cho chuyện này là do anh của cậu làm, thì mình vẫn thấy rất vui vì có thể được gặp lại cậu. J.I. mong rằng anh đừng tự trách. Do Jin nói với J.I. bất luận là khi nào, bất luận là chuyện gì, chỉ cần cậu cần tới mình, thì hãy lợi dụng mình. Nếu như cậu thấy ghét mình, thì hãy cứ vứt bỏ mình đi. Hai người họ đều dùng cách của mình để an ủi người còn lại. Hôm sau, phóng viên Park biết được chuyện trong trường quay. Cô ta bèn lập tức gọi điện cho anh trai của J.I. và nói cho anh biết nghi phạm đã đe dọa J.I. chính là anh trai của Do Jin. Cô ta muốn lợi dụng cơ hội này để Do Jin và J.I. phải trở mặt với nhau. Như vậy thì bộ phim tài liệu của cô ta sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Khi Mu Won quay về đến cổng nhà thì đã thấy Do Jin đang đứng sẵn ở đó. Anh lần nữa cảnh cáo Do Jin phải tránh xa J.I. ra và cũng đừng nhận xử lý vụ án này nữa. Nhưng Do Jin lại kiên quyết nói với Mu Won rằng anh nhất định sẽ dùng mọi cách để bảo vệ cho sự an toàn của J.I. Rất nhanh sau đó, phía cảnh sát đã tìm được nơi ở của Hyun Mu. Nhưng khi Do Jin tìm được đến nơi thì Hyun Mu đã rời khỏi đó từ trước. Hyun Mu còn huyên hoang gọi điện cho Do Jin. Anh ta nói với Do Jin rằng J.I. mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tiếp theo anh ta sẽ ra tay với từng người thân bên cạnh Do Jin. Do Jin cảnh cáo Hyun Mu đừng làm hại J.I. Nếu muốn gì thì cứ việc nhắm vào anh. Đồng thời lúc này Yoon Hee Jae trong tù đã nhận được một bức thư và ảnh chụp vẻ hoảng sợ của J.I. trong trường phim. Ông ta nở nụ cười vô cùng hài lòng. Hyun Mu vừa mới ra tù đã lên kế hoạch giết chết cậu em trai Do Jin. Anh ta muốn dùng việc này để chứng minh cho cha thấy năng lực của mình. Vài tiếng trước, khi Do Jin đến trước nhà J.I. để kiểm tra camera quanh nhà, thì đã vô tình bị J.I. bắt gặp. Cậu đang làm gì thế? Sao trời mưa rồi mà cậu không che ô? Cậu lo lắng cho mình thì phải nói cho mình biết chứ. Do Jin cứ luôn âm thầm dùng cách của riêng mình để bảo vệ J.I. Khi vào bên trong nhà của J.I. anh còn không quên kiểm tra mấy cái cửa sổ. Đồng nghiệp của J.I. đến chơi thấy Do Jin cũng đang có mặt tại nhà J.I. nên cô cũng biết ý nhanh chóng rời khỏi đó. Do Jin thay J.I. ra tiễn đồng nghiệp về. Trước khi đi, người đồng nghiệp kia còn trêu Do Jin rằng trừ J.I. ra, chắc cậu không có qua lại với người con gái nào khác đâu nhỉ? Gì cơ? Tôi vừa nhìn thì đã biết cậu chưa từng được nắm tay gái rồi. Người đồng nghiệp sau đó còn dặn Do Jin phải bảo vệ J.I. cho thật tốt. Kết quả là khi anh vừa quay lại tầng hầm, dạo này khỏe không? Do Jin. Hyun Mu ân cần hỏi han em trai, sau đó liền giơ búa của cha anh ta ra rồi nói với Do Jin rằng hôm nay anh ta sẽ xử lý J.I. Do Jin nghe thế liền khuyên anh trai đừng đi vào vết xe đổ của cha, nhưng Hyun Mu lại cho rằng chuyện của 10 năm trước đều là do gia đình của J.I. lo chuyện bao đồng nên mới khiến cha tức giận. Hơn nữa, Do Jin còn vì J.I. mà tố cáo cha mình với cảnh sát. Hyun Mu cho rằng anh ta mới là người bị hại, thế nên mới nhất quyết muốn trả thù Do Jin và J.I. Do Jin nghe thế liền hỏi Hyun Mu có phải là người đã đe dọa J.I. hay không. Bởi vì bản nhạc được phát vào cái đêm đó, chỉ có 3 người ở hiện trường là bọn họ biết thôi, thế nên Do Jin cho rằng Hyun Mu không phải là người đã làm việc đó. Nhưng Hyun Mu lại luôn miệng nói chính là anh ta làm. Hai anh em bắt đầu đánh nhau. Do Jin cố tình không tấn công Hyun Mu, chỉ luôn miệng bảo anh trai dừng lại, ông ta chỉ là một tội phạm giết người thôi. Anh à! Do Jin còn nói với Hyun Mu, ông ta trước giờ chưa từng bảo vệ hai anh em mình. Còn mẹ kế nhiều năm nay thì vẫn luôn không ngừng gửi thư vào trong tù cho Hyun Mu, mong anh sau khi ra tù có thể quay về sống cùng họ. Những chuyện này chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh ai mới là người nhà thật sự của anh hay sao? Nhưng Hyun Mu lại nhớ lại những lần cha thiên vị Do Jin, từng cử chỉ ấy, từng câu nói ấy khiến Hyun Mu không thể nghe lọt tai những điều Do Jin đang nói. Lúc này J.I. vừa hay đi xuống tầng hầm, lại tình cờ nghe thấy tiếng cự cãi của hai anh em. Do Jin thấy thế liền chặn cửa lại không cho J.I. đi vào. Hyun Mu thấy thế liền nhân cơ hội lấy dao găm đâm vào bụng Do Jin. Do Jin nén đau ôm lấy anh trai cầu xin anh hãy dừng lại từ đây. Hyun Mu thấy em trai chảy máu không ngừng thì liền hoảng loạn chạy thẳng ra ngoài. J.I. ngay sau đó cũng đi vào từ cửa sau. Cô vội vã giúp Do Jin cầm máu rồi lấy điện thoại báo cảnh sát. Lúc này một người đàn ông lạ mặt đã xông vào tầng hầm. Anh ta từ từ đi đến rồi hỏi J.I. có cần giúp đỡ hay không. Sau đó Do Jin đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, mà người đàn ông lạ mặt ban nãy đã thừa cơ hội chụp ảnh J.I. đứng ngoài phòng mổ. J.I. thấy trên tay mình nhuốm đầy máu, cô sợ hãi đến mức chỉ biết chạy vào khu thang bộ trốn. Bà Okehi cũng đi theo sau cô rồi giúp cô lau vết máu dính trên tay. Bà đau buồn gửi lời xin lỗi đến J.I.
nhưng Jae-yi lại nói rằng hung thủ mới là người cần phải xin lỗi, chứ không phải là bà hay Jo-jin. Sau khi đâm em trai xong, Hyun-bu đã hoảng loạn chạy đến quán ăn của bà Okehi, tiếp đó anh liền đập vỡ cửa kính rồi xông vào trong. Anh ta cầm lấy một bình rượu soju uống một ngụm lớn, sau đó mở két để tiền ra rồi lấy hết tiền đi. Lúc này Hyun-mu nhìn thấy ảnh chụp gia đình được treo trên tường, ngay vào ban nãy. Anh ta đã lên kế hoạch giết chết em ruột của mình, nhưng khi thấy Jo-jin chảy máu không ngừng, anh ta đã sợ hãi và vội vàng bỏ trốn. Sau khi cướp hết tiền trong quán ăn của bà Okehi, Hyun-mu lại tiếp tục chạy đến nhà của bà. Lúc này cô em gái Jo-jin đã vừa hay bắt gặp anh ta trong nhà. Anh có còn là con người không hả? Nếu như muốn chết, thì anh hãy đi chết một mình đi. Thế nên, nó còn sống không? Thực ra trong lòng của Hyun-mu vẫn luôn lo lắng cho Jo-jin. Anh ta làm ra những chuyện này cũng chỉ vì muốn được cha công nhận mà thôi. Sau khi Hyun-mu biết tin Jo-jin phẫu thuật thành công, anh ta đã cảnh cáo Jo-jin không được báo cảnh sát. Khi quay về và nhìn thấy quán ăn lộn xộn cả lên, bà Okehi biết rõ bản chất của Hyun-mu không hề xấu. Chính vì Hyun-hee-jae luôn không ngừng đá đều Hyun-mu nên mới khiến anh thành ra nông nỗi này. Thế là bà bèn lấy hết can đảm để vào tù gặp lại ông ta. Em vẫn xinh đẹp như xưa nhỉ? Ông có biết thằng bé Hyun-mu vì ông mà đã làm ra những chuyện gì không? Hyun-hee-jae nghe xong liền lập tức đoán ra Hyun-mu đã đi tấn công Jo-jin. Ông ta còn khen Hyun-mu cuối cùng cũng đã ra dáng một người anh trai. Bà Okehi chỉ trích ông ta, nói ông ta chính là tên ác quỷ, không xứng được làm cha của người khác. Bà còn nói rằng từ giờ về sau hai anh em họ chính là con trai của một mình bà, và đừng bao giờ giày vò họ nữa. Thế nhưng ông ta lại cười nhạt và nói, cô đáng ra phải báo cảnh sát ngay sau khi nhìn thấy cảnh tôi giết người vào 10 năm trước chứ. Chính bởi vì bà chọn cách trốn chạy nên mới cho ông ta cơ hội giết được nhiều người hơn. Thế nên chúng ta mới là gia đình của nhau, là người ngồi chung trên một chiếc thuyền. Cô biết tại sao năm đó tôi không giết cô không? Tại vì tôi rất thích mùi vị trên cơ thể của cô. Bà Okehi cảm thấy vô cùng kinh tởm. Bà bảo ông ta đừng gây thêm chuyện nữa, Jo-jin bây giờ đã không còn là trẻ con nữa. Anh bây giờ đã thật sự trưởng thành rồi, nên chắc chắn anh sẽ không trở thành người như ông ta. Tiếp đó bà cảnh cáo ông ta, nếu ông dám động vào những đứa con của tôi nữa, thì cho dù có phải bị giam trong đây cả đời, tôi cũng sẽ giết ông thành trăm mảnh, sau đó vứt cho chó ăn. Thế sao? Cô vợ thân mến của tôi, cô gan lì hơn tôi nghĩ đấy. Tôi rất mê đắm dáng vẻ hiện tại của cô, tạm biệt nhé vợ yêu. Sau khi rời khỏi nhà giam, bà Okehi liền đến bệnh viện thăm Jo-jin. Bà dặn Jo-jin không được một mình chịu đựng tất cả. Bà sẽ đi khuyên Hyun-mu ra tự thú và bà sẽ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Ở bên khác, phim tài liệu của phóng viên Park đã được phát hành. Cô ta ngang nhiên công khai mối quan hệ của Jae-yi và Jo-jin ngay trên sóng truyền hình, còn tiết lộ cho công chúng biết chuyện Jae-yi gần đây đã bị đe dọa. Đồng thời còn nhấn mạnh rằng nghi phạm chính là con trai lớn của Hyun-hee-jae. Mối quan hệ rối như tơ vò giữa hai gia đình này đã giúp tỷ suất của chương trình tăng lên nhanh chóng. Hóa ra Moo-won không phải là anh trai ruột của Jae-yi. Hơn 20 năm trước sau khi cha mẹ ruột qua đời, anh đã được cha mẹ của Jae-yi nhận nuôi. Cuối cùng cô ta cũng không bỏ sót Hyun-hee-jae. Cô ta tiết lộ với công chúng rằng năm đó khi ông ta bị bắt, trên đầu ông ta đã có vết thương như vừa bị đánh, mà phía cảnh sát lại cố ý làm mờ hình ảnh đó đi giống như đang che giấu gì đó vậy. Hyun-hee-jae đã vô cùng tức tối sau khi xem xong chương trình, thế là ông ta liền kéo một cảnh sát tới rồi đánh anh túi bụi. Ông chú say rượu này không hề phát hiện mình đang bị bám đuôi. Ngay lúc Hyun-mu định ra tay với ông ta, thì đã bị một người mặc đồ đen khác hớt tay trên trước. Hắn ta cởi khẩu trang ra rồi cười nhạo anh là một kẻ yếu đuối. Lúc trước, không lần nào Hyun-mu thực sự ra tay giết người, nhưng chính hắn ta là người đã giúp anh giết họ. Người đe dọa Jae-yi cũng chính là hắn ta. Người áo đen mắng Hyun-mu không xứng làm con trai thần tượng của hắn. Hóa ra hắn ta là fan cứng lâu năm của Hyun-hee-jae. Thậm chí hắn còn hâm mộ ông ta đến mức tự nhận mình là con nuôi của ông ta. Hắn ta thường xuyên đọc tự truyện của ông ta, rồi còn học cách gây án giống ông ta trong tù. Chính là vì muốn trở thành sát thủ vĩ đại như ông ta, khi thấy người đàn ông say rượu vẫn còn nhúc nhích, hắn ta lại đập vào đầu người đó thêm một phát nữa. Sau đó hắn còn nói với Hyun-mu, mục tiêu tiếp theo chính là bà Okehi và Jo-jin. Hyun-mu vô cùng sợ hãi nhưng cũng không thể báo cảnh sát, anh chỉ có thể âm thầm đứng từ xa bảo vệ em gái và bà Okehi, sợ họ bị tên điên kia tấn công. Phóng viên Park vì muốn đào sâu lý do tại sao lúc bị bắt trên đầu ông ta lại có vết thương, nên cô ta đã đến tù hỏi thẳng ông ta. Nhưng ông ta lại không nói lời nào, thấy thế cô ta bèn chế nhạo ông ta. Ông chỉ là một tên tội phạm rác rưởi thôi, mà tôi chính là người đã tái sinh ông. Hyun-hee-jae đáp trả lại rằng, sở dĩ cô ta nổi tiếng được như bây giờ đều là dựa vào vụ án năm đó của ông ta, bảo cô ta đừng ra vẻ ta đây trước mặt ông ta. Thế nhưng cô ta lại đi đến gần ông ta và nói, hãy tỉnh táo lên đi, cuộc đời của ông đã kết thúc rồi. Bây giờ ông chỉ là một con chuột cống đang ngồi chờ chết trong tù thôi. Câu nói này của cô ta đã thực sự chọc giận Hyun-hee-jae. Thế là ông ta bực tức đứng dậy rồi bóp chặt lấy cổ của cô ta. Cũng may cảnh sát đã kịp thời chạy đến ngăn cản ông ta lại. Tiếp đó phóng viên Park còn thẳng thừng nói sẽ kiện ông ta. Nhưng ông ta cười nhẹ và nói rằng, đi đường cẩn thận nhé. Cô phóng viên. Sau khi chương trình của phóng viên Park được phát sóng, Jae-yi đi đến bệnh viện chăm sóc Jo-jin.
Cô nói với Jorjin rằng từ nay cô muốn sống thật vui vẻ. Không cần biết người ngoài bàn tán như thế nào, anh và cô đều hãy tạm thời buông bỏ tất cả. Chỉ cần nhìn nhau là được, dù chỉ là một ngày. Nỗi áy náy trong thâm tâm khiến cho Jorjin không có cách nào đối diện với tình cảm của mình. Sau một thời gian suy nghĩ trên giường bệnh, anh đã đứng dậy đi tìm Jae và đồng ý hẹn hò một ngày với cô. Jae nghe xong thì vui mừng ôm lấy Jorjin. Hôm nay là ngày đầu tiên họ chính thức hẹn hò. Hai người đều sửa soạn vô cùng chỉnh chu. Trên suốt đường đi, Jae cứ luôn nhìn chằm chằm Jorjin, thi thoảng còn nghiêng đầu qua chọc ghẹo anh khiến anh vô cùng ngượng ngùng. Lúc dừng đèn đỏ, Jorjin vội vàng uống một chai nước suối để hạ nhiệt bớt. Kết quả là Jae lại hỏi anh, cậu thực sự chưa từng hẹn hò với ai sao? Trừ mình ra, cậu thực sự chưa từng hẹn hò với người con gái khác sao? Jorjin nghe xong chỉ biết lẳng lặng uống hết phần nước còn lại. Dáng vẻ hai người nhìn nhau bây giờ giống hệt như cảnh vào 10 năm trước. Sau đó Jae đã đưa Jorjin đến một cánh rừng. Cô nói rằng nhiều năm nay mỗi khi buồn bã, cô đều sẽ đi đến đây. Bởi vì trong tiếng Hàn Jorjin đồng âm với từ cái cây, thế nên khi đến nơi này, cô sẽ cảm thấy đâu đâu cũng là hình bóng của Jorjin. Cũng nhờ thế mà cô cũng cảm thấy an toàn hơn. Jorjin gọi Jae lại, Jae à, cậu chính là nguồn sống của mình. Đêm đến, cặp tình nhân đi tới khu vui chơi để hẹn hò. Jae kéo tay Jorjin và đòi ngồi lên trên thuyền hải tặc, cao quá đi thôi. Cậu sợ à? Ừ, thế là Jae lại kéo Jorjin sang một bên khác. Cái này cũng không chơi được sao? Thế là Jae chỉ đành chỉ sang bên cạnh và nói với anh rằng chắc cái này thì chơi được nhỉ. Jorjin ngồi trên đu quay hạnh phúc nhìn về phía người con gái anh thương. Tuy Jorjin là một cảnh sát hình sự khiến nhiều người kính nể thậm chí là sợ hãi, nhưng ở trước mặt Jae, anh vẫn là một chàng trai dịu dàng như xưa. Buổi hẹn hò của họ phải nói là vô cùng ngọt ngào. Vì để có được con gấu bông mà Jae thích, Jorjin bèn dốc sức thể hiện kỹ năng cảnh sát, làm cho Jae mê như điếu đổ. Ngay lúc này Jorjin nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp. Khi anh quay người ra nhìn thì đã không thấy Jae đâu, làm anh lo lắng hoảng loạn đi tìm cô khắp khu vui chơi. Nhưng thực ra Jae chỉ là sợ bị fan hâm mộ chụp ảnh nên đã trốn vào một góc tối. Khi cô đứng ở xa nhìn thấy Jorjin lo lắng đến vậy, làm cô càng có quyết tâm phải được ở bên cạnh anh. Trên đường về nhà, Jorjin vô cùng ủ rũ, bởi vì khi đến 12 giờ, họ lại phải quay về đối diện với hiện thực tàn khốc. Jorjin lấy hết can đảm tiến lại gần Jae, nhưng đúng lúc này đồng nghiệp lại lần nữa gọi cho anh. Trong lúc hai người họ đi hẹn hò, phóng viên Park đã to gan đoán mò lý do Yoon Hee-jae bị thương. Là do đêm đó Jorjin vì để bảo vệ mình nên đã đánh ông ta. Cô ta muốn dùng điều này để chứng minh chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội là có thể di truyền. Ngay tức khắc, Jorjin và Yoon Hee-jae đã lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý. Khi Hyun Mu xem được chương trình, anh cuối cùng cũng đã biết vì sao cha lại luôn cho rằng Jorjin mới là người giống ông ta nhất. Jorjin cúp điện thoại rồi an ủi Jae không có chuyện gì hết, sau đó bèn tiễn cô vào nhà. Lúc này anh đột nhiên nhớ đến lời cô từng nói, vào lúc cậu đau khổ buồn bã không chịu được thì hãy đến gặp mình nhé. Thế là anh liền quay xe chạy về phía nhà của cô. Tiếp đó anh đã lần đầu nói ra suy nghĩ kìm nén bấy lâu của mình. Mình vô cùng mệt mỏi khi biết cậu cũng rất mệt mỏi giống mình. Mình như phát điên vì không thể gặp được cậu. Mình thật sự không thể kìm nén được nữa. Jae à, mình thích cậu. Mình thích cậu đến phát điên luôn rồi. Jae à, mình thích cậu lắm, cậu có biết không? Mình cũng rất thích cậu. Mình cũng biết mình điên rồi. Nhưng mà không sao đâu. Ngay tại thời khắc này, hai con người mang đầy tổn thương cuối cùng đã có thể chữa lành cho nhau. Ngày hôm sau, Jorjin đã đến gặp tổ trưởng Go. Anh biết rõ ràng năm đó vì để bảo vệ anh, nên tổ trưởng Go đã cố tình làm hỏng chứng cứ. Tổ trưởng Go nói với Jorjin rằng ông chưa từng hối hận, nên ông mong Jorjin đừng quá áy náy. Jorjin vô cùng biết ơn tổ trưởng Go vì nhiều năm nay ông đã luôn bảo vệ cho mẹ con họ. Do bị phóng viên Park khởi tố, nên Yoon Hee-jae đã được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Khi đến trước đồn cảnh sát, ông ta tình cờ nhìn thấy cậu con trai 10 năm chưa gặp đang đứng trước cổng. Nhưng ông ta lại thấy Jorjin đang cười nói vui vẻ với tổ trưởng Go. Từ trước tới giờ Jorjin chưa hề cười như thế với ông ta. Điều này đã khiến ông ta vô cùng phẫn nộ. Phóng viên Park vừa đỗ xe xong và đang đi về nhà, thì đột nhiên có một người đàn ông đã xông tới trước mặt cô ta. Nhưng cô ta lại không những không hề tỏ ra sợ hãi, mà còn cười vô cùng khoái chí. Sau nhiều lần nghe Yoon Hee-jae kể chuyện, cô ta biết rõ Hyun Mu ngoài mặt là một tên côn đồ, nhưng thực ra anh lại không hề có gan giết người. Tiếp đó cô ta đã chủ động mời anh vào nhà, bật công tắc bút ghi âm lên, với ý định moi một số bí mật liên quan đến Yoon Hee-jae từ trong miệng Hyun Mu. Ngay lúc này tiếng chuông cửa nhà cô ta đã reo lên. Phóng viên Park còn tưởng đó là nhân viên giao hàng nên đã kêu Hyun Mu trốn vào trong phòng trước. Khi cô ta vừa tiến gần đến cửa thì cửa đã bị người bên ngoài mở ra. Con trai nuôi của Yoon Hee-jae xông thẳng vào như thể đây là nhà hắn ta. Sau đó hắn ta lấy ra một cây búa và chuyển lại lời của Yoon Hee-jae cho cô ta nghe.
Yoon Hee-jae nói rằng cô đã làm xong việc nên làm, mà bây giờ lại còn dám làm việc không nên làm. Phóng viên Park nghe xong liền cầu xin hắn ta tha mạng. Nhưng còn chưa nói dứt câu thì Kang Yoon Sung đã lấy búa đập vào đầu cô ta. Đến khi Hyun Mu đi tới thì phóng viên Park đã chết tươi tại chỗ. Kang Yoon Sung còn nói rằng mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Jae-yi và bà Okehi. Trước khi đi hắn còn không quên chế giễu Hyun Mu, anh cũng đi trốn nhanh đi nhé. Dù sao thì anh cũng không thể báo cảnh sát. Trong lúc hoảng loạn, Hyun Mu đã đụng trúng đống đồ đặt trên bàn. Một chiếc camera giấu kín cũng rơi ra cùng lúc đó. Hyun Mu sau khi rời khỏi hiện trường bèn lập tức chạy đến xem tình hình của bà Okehi. Thấy trong quán ăn không có ai, anh liền lo lắng đập cửa điên cuồng. Cũng may ngay lúc này bà Okehi đã đi đến. Bà khó hiểu không biết tại sao anh lại ở đây vào giờ này. Những người xung quanh đều đi cả rồi, sao bà có thể tham tiền đến như thế chứ? Ngày nào cũng làm việc một mình ở đây đến tận đêm khuya. Chẳng lẽ bà không thấy sợ chút nào sao? Bà Okehi nghe xong liền biết Hyun Mu thực ra rất lo lắng cho bà. Thế là bà liền nắm lấy tay của anh và khuyên anh đi tự thú. Thế nhưng anh lại bảo bà hãy mau báo cảnh sát, như thế thì cảnh sát sẽ đều người đến bảo vệ cho bà. Lúc này tổ trưởng Go đã tình cờ đi ngang qua, Hyun Mu thấy thế chỉ có thể chạy vội. Phía cảnh sát rất nhanh đã nhận được tin phóng viên Park bị sát hại. Khi đến hiện trường, Do Jin nhìn thấy cây búa nằm trên mặt đất thì liền biết hung thủ đang bắt chước cách gây án của Yoon Hee-jae. Khi phía cảnh sát trích xuất camera ở gần nơi này, họ đã phát hiện ra có hai nghi phạm đã lần lượt đi vào nhà phóng viên Park. Có thể dễ dàng xác định được người đầu tiên đi vào là Hyun Mu. Sau một hồi điều tra, họ đã phát hiện nghi phạm còn lại chính là Kang Yoon Sung, người đã cùng tham gia cuộc thi trong tù với Yoon Hee-jae vào 3 năm trước, cũng chính là con trai nuôi của ông ta. Sau khi nhận được thông tin của hắn ta, Do Jin đã đi quanh khu vực gần nhà hắn ta để điều tra, nhưng lại bị một người lạ mặt đánh lén sau lưng. Khi nhìn thấy cây búa trên tay hắn, Do Jin biết chắc hắn chính là Kang Yoon Sung. Thế là anh liền bắt đầu chế nhạo hắn, cây búa đó hẳn là đang bắt chước Yoon Hee-jae nhỉ. Đối với tôi mà nói, thì cái thứ đó chẳng khác gì đồ chơi cả. Kang Yoon Sung tức tối tiến đến tấn công Do Jin, nhưng hắn ta sao có thể là đối thủ của Do Jin được, chỉ trong vòng một nốt nhạc. Hắn đã bị Do Jin hạ đao ván, Kang Yoon Sung thấy quá mất mặt, nên đã định tấn công em học sinh đang đi ngang qua. Cũng may Do Jin đã kịp thời chạy đến bảo vệ cậu bé, nhưng tiếc là đã để Kang Yoon Sung chạy mất. Yoon Hee-jae tuy bị giam ở trong tù nhưng lại vẫn được sống vô cùng thoải mái, nhờ vào cuốn tự truyện giả dối mà ông ta đã có được rất nhiều fan hâm mộ. Fan hâm mộ của ông ta còn muốn làm con nuôi của ông ta và giúp ông ta giết kẻ thù. Sau đó ông ta còn nhận được thư tình. Người phụ nữ này đã yêu đắm đuối Yoon Hee-jae sau khi đọc hết cuốn tự truyện của ông ta. Bà ta cùng Kang Yoon Sung đang chuẩn bị hợp tác với nhau để giúp Yoon Hee-jae vượt ngục. Sau cái đêm Kang Yoon Sung chạy thoát, ngày hôm sau phía cảnh sát đã triệu tập hắn ta lên đồn lấy lời khai. Nào ngờ hắn ta đã có chuẩn bị từ trước. Kang Yoon Sung là con của một đại gia khét tiếng, cha của hắn đã mời một luật sư giỏi giúp hắn ta rửa sạch hiềm nghi. Hắn ta còn huênh hoang khiêu khích Do Jin. Thế là Do Jin liền nói với hắn rằng hôm qua tôi đã gặp một ai đó, nhưng mà hắn ta lại chẳng có gì đặc biệt cả. Nhìn hắn ta yếu ớt vô cùng, yếu ớt đến mức đáng thương luôn ấy. Hắn ta nghe xong liền tức tối đứng lên định phản bác lại anh. Ngay lúc này luật sư đã khuyên hắn nên im lặng. Cứ thế hắn đã được thả. Đến tối, lúc Do Jin vừa tan làm và trở về nhà, Kang Yoon Sung đã đột nhiên tiến đến chắn đường cô, còn thay Yoon Hee-jae chào hỏi cô. Tiếp đó hắn liền giơ búa lên. Hyun Mu thấy thế vội vã chạy đến chắn trước mặt em gái, bởi vì lo lắng cho mẹ và em gái nên Hyun Mu vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh bảo vệ họ. Hyun Mu cảnh cáo hắn ta, nếu như mày dám động đến em gái tao thì tao sẽ giết mày. Những người qua đường thấy họ ẩu đả với nhau cũng bắt đầu chú ý đến họ. Kang Yoon Sung thấy thế chỉ đành chuồn trước. Ban nãy Hyun Mu bị tên kia dùng búa đập vào người mấy lần. Do Jin muốn đưa anh đến bệnh viện nhưng anh lại thẳng thừng từ chối. Sau đó anh cứ thế quay người loạng choạng rời đi. Đồng thời lúc này, Jae-yi cũng vừa quay xong cảnh phim hôm nay. Trước lúc ra về, một nam đồng nghiệp thân thiết đùa giỡn với Jae-yi rằng muốn dạy cô diễn xuất. Ngay lúc này Do Jin đã xông ngay đến trước mặt Jae-yi, sau đó hất tay người diễn viên kia ra. Đây là bạn trai của em đấy, Jae-yi nhanh trí mở miệng nói đỡ cho Do Jin. Nam đồng nghiệp nghe xong liền trêu Do Jin nhan sắc khá bình thường. Do Jin cũng không chịu yếu thế, nếu như xét theo tiêu chuẩn của diễn viên thì anh trông có hơi xấu đấy. Lời nói của Do Jin khiến anh ta cứng cả họng. Do Jin còn cảnh cáo anh ta rằng việc làm của anh rất dễ khiến người khác hiểu lầm đấy, trò đùa của anh khiến người khác chẳng thoải mái chút nào. Anh thật là bất lịch sự quá đi mà, hóa ra bạn trai của em cũng nói nhiều quá đấy nhỉ Jae-yi. Jae-yi vô cùng vui vẻ khi thấy Do Jin ghen tuông với người khác. Khi về đến nhà, Do Jin lập tức thay đổi thái độ, còn ấm ức đòi Jae-yi trả lại công bằng cho anh. Thế là Jae-yi đã giải quyết vấn đề bằng một nụ hôn. Tiếp đó cô nói với anh rằng cô muốn sống cuộc sống bình thường với anh, có lúc sẽ ghen tuông cũng có lúc sẽ cãi nhau, cảm giác này thật là quá hạnh phúc. Trong những tháng ngày sắp tới, họ dự định sẽ từ từ bù đắp lại cho nhau cuộc sống thường nhật ngọt ngào đã bỏ lỡ bao năm qua. Khi bà Okehi đang dọn dẹp quán ăn, bà cứ mãi ngóng nhìn tới lui, mong chờ Hyun Mu xuất hiện. Lúc này có một người phụ nữ đã đi ngang qua và đụng trúng bà, thế nhưng người phụ nữ đó lại phàn nàn rằng, người gì mà hôi mùi thịt heo thế kia. Hôm sau, trên chiếc xe chở phạm nhân Yoon Hee-jae thấy sợi dây thừng màu đỏ buộc bên đường.
Tiếp đó ông ta bám chặt lấy chiếc ghế ở đằng trước chuẩn bị sẵn tư thế để xông ra, ngay giây sau bánh xe liền quấn vào sợi dây thép đã bị người ta đặt sẵn bên đường từ trước. Tiếp đó chiếc xe đã mất lái và tông thẳng vào vệ đường. Yoon Hee-jae thấy thế liền nhân cơ hội nhảy xuống xe. Nhìn thấy cảnh vật trước mắt, ông ta cảm thán rằng đây mới chính là mùi của sự sống. Thế nhưng Yoon Hee-jae lại không chọn cách chạy trốn, mà ngược lại, ông ta còn chờ cảnh sát đến đưa mình vào bệnh viện. Bởi vì ở trong bệnh viện, tình nhân của Yoon Hee-jae đã giả làm y tá để chuẩn bị thực hiện kế hoạch vượt ngục. Bà ta đi vào phòng bệnh rồi lén đưa cho ông ta một mẩu dây thép. Rất nhanh sau đó ông ta đã tự mở còng ra rồi giải quyết luôn người cảnh sát. Kang Eun-sung lúc này cũng đã chờ sẵn ông ta ở dưới cầu thang. Cứ như vậy Yoon Hee-jae đã vượt ngục thành công. Rất nhanh sau đó tin tức ông ta vượt ngục đã làm rúng động cả nước, khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng hoang mang và lo sợ. Người đang gặp nguy hiểm nhất lúc này chính là Jae-i và bà Okehi, mà mục đích Yoon Hee-jae vượt ngục chính là vì ông ta muốn cắt đứt hết tình cảm của Jo-jin. Từ đó kích thích anh trở thành kẻ giết người máu lạnh giống ông ta. Khi xem được tin tức, Hyun-mu thấy mình không thể làm ngơ thêm được nữa. Thế là anh liền cầm chiếc máy quay lúc trước nhặt được trong nhà phóng viên Park đến gặp Moo-won và nhờ anh hãy dùng chứng cứ này để bắt giữ Kang Eun-sung. Từ đó ngăn cản Yoon Hee-jae tiếp tục giết người, Hyun-mu còn cười và nói rằng tình cảnh của họ rất giống nhau. Tôi vì bị tống vào tù nên đã mất đi gia đình, còn cậu thì vì về nhà muộn mà phải một mình cô đơn sống tiếp. Thế nên có phải cậu cũng cảm thấy mình đã không bảo vệ được gia đình không? Cậu thì mất đi cả cha lẫn mẹ, còn tôi thì cho dù có chết đi cũng không thể nào thoát khỏi cha tôi. Cậu muốn bảo vệ em gái cậu, còn tôi thì lại muốn làm hại em trai tôi. Cậu vì từng giết người mà phải sống trong đau khổ, còn tôi vì từng giết người mà phải mãi sống cuộc sống thảm hại như thế này. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy cậu khá giống tôi đấy. Lời Hyun-mu nói cũng chính là suy nghĩ mà Moo-won luôn giấu kín trong lòng. Khi còn nhỏ, Moo-won vì phòng vệ chính đáng nên đã giết chết hung thủ sát hại cha mẹ anh. Nhiều năm nay anh vẫn không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh năm đó. Ở bên khác, Jo-jin vội vã đến nhà Jae-i và nói với cô rằng anh sẽ ngăn cản ông ta, cũng nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho cô. Thế nên Jae-i à, mình xin cậu đừng có tránh mặt mình được không? Jae-i nghe xong liền ôm lấy Jo-jin và nói rằng cô không sao hết và cô cũng sẽ không tránh mặt anh vì để bảo vệ Jae-i. Jo-jin quyết định dọn đến sống cùng cô. Sau đó Moo-won đã đến gặp Jo-jin với tư cách là công tố viên, rồi nói với Jo-jin rằng chiếc camera kia có thể giúp Hyun-mu giảm bớt tội danh. Sau đó anh còn chủ động nhờ Jo-jin hãy bảo vệ Jae-i cho thật tốt. Khi Yoon Hee-jae đỗ xe ở gần quán ăn của bà Okehi, ông ta đã nhìn thấy tổ trưởng Go cười đùa với bà vô cùng vui vẻ. Điều này đã khiến ông ta tức tối đến mức muốn giết người. Lúc Jae-i vừa định xuống xe, cô đã đột nhiên phát hiện ra ngoài cửa sổ có người. Người kia lấy búa đập vỡ kính xe của cô rồi định tấn công cô. May mà ngay lúc đó Jo-jin đã kịp thời ngăn hắn lại, tên kia thế mà lại dám động vào Jae-i. Jo-jin vô cùng phẫn nộ giật lấy cây búa của hắn ta rồi ép sát hắn ta vào tường. Ánh mắt của anh lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết, Yoon Hee-jae sợ hãi tột độ. Hắn ta cuối cùng đã hiểu tại sao Yoon Hee-jae lại xem trọng anh đến vậy, bởi vì sức mạnh của Jo-jin thậm chí còn vượt xa hơn cả ông ta. Ngay lúc Jo-jin giơ búa lên định kết liễu hắn ta. Jo-jin, Jo-jin à, hãy mau tỉnh táo lại đi. Tại thời khắc này, anh cũng đã hiểu ra tại sao cha luôn nói anh rất giống ông ta. Jae-i giúp Jo-jin băng bó vết thương, nhưng anh lại mãi nhớ đến dáng vẻ lạ lẫm đến đáng sợ của mình ban nãy. Jae-i dặn dò Jo-jin rằng trong bất cứ tình huống nào, anh cũng không được vì tức giận mà làm đánh mất đi lý trí. Jo-jin cũng đồng ý với cô sau này anh sẽ không như thế nữa. Tổ trưởng Go muốn tặng cho bà Okehi hộp cơm do chính tay ông làm. Nhưng khi ông vừa nói chuyện điện thoại xong thì đã phát hiện bà đã đi rất xa rồi. Thế là ông liền vội vã chạy theo bà. Thế nhưng một người phụ nữ đã mượn cớ hỏi đường để ngăn ông lại. Tiếp đó Yoon Hee-jae liền thừa cơ đánh lén ông từ phía sau. Ông ta mắng nhiếc tổ trưởng Go. Loại người như mày mà cũng dám động vào vợ con tao à? Khi nhìn thấy hộp cơm để trước nhà, Jo-jin nghĩ thầm chắc tổ trưởng Go chưa đi được bao xa thế nên đã đuổi theo ông. Nhưng khi anh đuổi đến thì ông đã nằm trong vũng máu. Yoon Hee-jae nhìn thấy cảnh này thì liền hài lòng rời đi. Trong lúc hấp hối, tổ trưởng Go đã nói với Jo-jin, cháu không giống Yoon Hee-jae một chút nào đâu. Thế nên nhớ là đừng vì chú mà đi sai đường nhé. Hãy bảo mẹ cháu đừng quá đau buồn giúp chú nhé. Nhìn thấy người chú thân thiết như người nhà bị chính cha ruột của mình giết chết, Jo-jin lại càng căm hận cha hơn. Anh đi đến phòng giam, rồi bóp chặt lấy cổ của Kang Eun-sung và hỏi hắn Yoon Hee-jae đang ở đâu. Thế nhưng hắn ta vẫn kiên trì nói rằng mình không biết. Hắn hoàn toàn không biết Jo-jin lúc này đã không thể kìm nén cơn giận của mình được nữa. Cậu đã dùng cái tay này để cầm búa có đúng không? Giống Yoon Hee-jae vậy. Hay là để tôi bẻ từng ngón tay của cậu ra nhé. Anh bị điên rồi à? Vẫn chưa bắt đầu cơ mà. Vẫn còn 4 ngón nữa. Kang Eun-sung hết cách chỉ có thể nói cho Jo-jin mọi thứ mà hắn biết. Jae-i nhân cơ hội đi đến nhà của bà Okehi để chuẩn bị kết liễu bà. Bà Okehi nói với ông ta rằng cho dù ông ta có giết bà, thì Jo-jin cũng sẽ không trở thành người giống như ông ta. Nhưng ông ta lại không nghĩ thế. Ở bên khác, sau khi Hyun-mu biết tin cha lại vừa giết người, anh đã lo lắng chạy đến quán ăn của bà Okehi.
Khi thấy quán ăn đóng cửa, anh liền cảm thấy có chuyện không lành. Trên đường đi đến nhà bà Okehi, Hyun-bu đã tưởng tượng ra cảnh gia đình bốn người bọn họ quây quần ăn uống cùng nhau. Lúc này anh mới nhận ra đối với anh, họ mới thật sự là người nhà của anh. Ngay khi Hyun-hee định kết liễu bà Okehi thì Hyun-mu đã xông vào trong nhà. Anh khẩn thiết cầu xin cha hãy tha cho bà. Cha, hãy dừng lại ở đây thôi có được không? Dù sao thì có nói gì đi chăng nữa, thì con với Jo-jin cũng vẫn là máu mủ của cha mà. Thế là ông ta liền lấy búa đập vào đầu Hyun-mu, nói với Hyun-mu rằng kẻ yếu đuối như anh không xứng làm con của ông ta vì không thể gọi điện được cho mẹ. Nên Jo-jin đã lo lắng gọi điện cho Jo-jin. Jo-jin sau khi nghe điện thoại cũng nhận ra điều gì đó bất thường. Hyun-hee đưa cây búa cho Hyun-mu và bảo anh hãy giết chết bà Okehi. Hyun-mu không nỡ ra tay nên đã cầu xin cha tha cho bà, thế nên Hyun-mu mới bị ông ta cho một nhát búa, còn mắng anh yếu đuối không xứng làm con trai ông ta. Tiếp đó ông ta nói rằng sẽ dạy cho anh cách giết người. Ngay lúc cây búa sắp giáng xuống đầu bà Okehi, Hyun-mu đã xông đến để bảo vệ bà. Tại sao nhất định phải giết bà ấy cơ chứ? Hyun-hee phẫn nộ lần nữa giơ cao búa lên, nhưng bà Okehi lại bất chấp tất cả chắn trước mặt của anh. Mẹ ơi! Trong phút chốc ông ta đã nghĩ đến cảnh năm đó vì để bảo vệ Jae-yi mà Jo-jin đã chống đối lại ông ta. Cha thật sự không cần con cái sao? Cha từ trước đến giờ chưa từng bảo vệ tụi con lấy một lần. Không phải sao? Tại sao cái cô này không có tí quan hệ máu mủ gì với con? Lại đối xử tốt với con như mẹ ruột. Cha là cả thế giới của con. Đối với cha mà nói con thật sự không quan trọng một chút nào luôn sao? Sau khi nghe xong lời Hyun-mu nói, Hyun-hee quyết định sẽ giết chết cả hai người họ. Như thế thì sẽ có thể làm cho Jo-jin kích động hơn nữa. Ngay lúc ông ta sắp ra tay thì người tình của ông ta ở ngoài cổng đã gọi điện báo tin cảnh sát sắp đến. Ông ta chỉ đành tạm tha cho họ. May mà được cấp cứu kịp thời, nên cả Hyun-mu lẫn bà Okehi đều không nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi thoát chết trong gang tấc, hai mẹ con họ cũng đã thẳng thắn thổ lộ tâm sự của mình. Bà Okehi mong Hyun-mu có thể đi tự thú và cải tạo cho thật tốt. Cả nhà nhất định sẽ chờ anh quay về. Hôm sau trong đồn cảnh sát, Jo-jin cố gắng ép hỏi Kang Eun-sung về nơi ẩn náu của Hyun-hee, bởi vì cậu là đứa vừa yếu đuối vừa tự ti. Thế nên Hyun-hee mới lợi dụng cậu. Ông ta trước giờ không hề mạnh mẽ một chút nào đâu. Jo-jin nói với hắn rằng, năm đó vì để bảo vệ Jae-yi mà anh đã tự tay tấn công ông ta. Đối với anh mà nói, ông ta không phải kẻ mạnh, mà chỉ là một tội phạm giết người yếu ớt mà thôi. Sau khi biết được nơi ở của ông ta, Jo-jin cùng cảnh sát đã nhanh chóng đi đến đó, nhưng Hyun-hee sớm đã rời khỏi đó. Ông ta chỉ để lại trang cuối cùng của cuốn tự truyện, chính thức tuyên chiến với Jo-jin. Hôm sau, Jo-jin đã đến bệnh viện thăm Hyun-mu. Anh còn chân thành nói rằng, mình sẽ luôn đợi Hyun-mu trở về giống như mẹ và em gái. Hyun-mu cũng căn dặn Jo-jin phải giữ lấy bản ngã của mình, đừng bao giờ trở thành người giống như Hyun-hee. Khi về đến nhà, Jae-yi đã nấu xong một bàn thức ăn thịnh soạn, cô còn không quên thể hiện tình yêu với anh. Bạn trai của em đúng thật là quá đẹp trai luôn đó. Mắt cũng đẹp, mũi cũng đẹp, môi cũng đẹp. Còn có đôi tay dùng để cứu người này nữa. Sau đó Jae-yi bèn hẹn Jo-jin ngày mai cùng cô đi viếng cha mẹ. Ngày hôm sau lúc Jo-jin chuẩn bị ra ngoài, thì tình nhân của Hyun-hee đã gọi điện cho anh. Bà ta nói rằng ông ta muốn đi đầu thú, nhưng thực ra đây chính là cái bẫy của ông ta. Ở bên khác, Jae-yi và quản lý đã bị chặn đường trên đường đi đến nơi thăm viếng. Người cảnh sát hộ tống thấy thế liền đi đến chiếc xe đang chặn đường để hỏi tình hình. Nhưng nào ngờ lại bị tình nhân của Hyun-hee dùng kim tiêm đâm vào người. Hyun-hee ở bên này cũng xử lý xong người cảnh sát còn lại. Cứ thế chúng đã thành công bắt cóc được Jae-yi. Ngay sau đó, Jo-jin đã vô cùng tuyệt vọng khi biết mình bị gạt. Anh nhận cuộc gọi của Jae-yi nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của Hyun-hee. Ông ta vì muốn kích động Jo-jin mà đã bắt cóc người con gái mà anh yêu nhất. Jo-jin lần nữa cảm nhận được nỗi sợ hãi khi mất đi người mình yêu thương nhất. Jo-jin lái xe đến nghĩa trang theo yêu cầu của Hyun-hee. Điện thoại của anh cứ thế bị vứt đi. Tiếp đó anh cũng nhận được món quà ông ta dành tặng anh. Jo-jin hiểu rất rõ, anh cần phải tự tay đặt dấu chấm hết cho trận chiến giữa cái thiện và cái ác này. Jae-yi lần nữa gặp lại kẻ đã giết chết cha mẹ của cô. Cô không ngừng bắt ông ta xin lỗi. Cả gia đình vốn hạnh phúc sum vầy lại bị hành vi điên cuồng của ông ta mà tan nát. Thế nhưng trong mắt ông ta họ chỉ là những con mồi của ông ta mà thôi. Hyun-hee còn nói với Jae-yi rằng ông ta sẽ giết cô trước mặt Jo-jin để cắt đứt thứ tình cảm phiền phức này. Thế nhưng Jae-yi lại nói ra lời giống hệt như bà Okehi. Cho dù ông có giết tôi, thì Jo-jin cũng sẽ không trở thành loại người như ông. Woo-won vì để tìm ra nơi Jae-yi bị giam giữ nên đã đi đến bệnh viện. Hyun-mu liền nói với anh rằng, lúc nhỏ Hyun-hee thường xuyên đưa Jo-jin đến nhà kho của ông ta. Trước khi Woo-won đi, Hyun-mu đã cầu xin anh nhất định phải đưa họ quay về an toàn. Jo-jin một mình đi đến nhà kho để solo một với ông ta. Hyun-hee nói dối rằng Jae-yi đã bị ông ta giết chết.
Khi nhìn thấy vết máu trên ghế, Jorjin đã ngay tức khắc mất đi lý trí. Ngay lúc chuẩn bị ra tay, trong đầu của Jorjin đã hiện lên giọng nói của Jae, làm Jorjin lập tức khôi phục lại lý trí. Theo tính cách của ông ta thì ông ta chắc chắn sẽ giết Jae ngay trước mặt anh. Thế nên Jorjin tin chắc rằng Jae vẫn đang còn sống. Ông ta thấy thế liền lần nữa kích động Jorjin, nói rằng nếu bây giờ anh không ra tay thì Jae chắc chắn sẽ chết. Jorjin lại nghĩ về lời dặn dò của những người thân xung quanh, thế là anh liền chọn cách vứt bỏ cây búa. Nếu như tôi giết ông thì sẽ có người phải đau khổ vì tôi. Vì muốn trục tội mà tôi đã cố gắng trở thành cảnh sát, dù cho có đau khổ, có buồn bã ra sao, tôi cũng chưa từng để cho ai biết mà chỉ im lặng chịu đựng tất thảy, rồi không ngừng tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm sai điều gì mà tôi lại phải đau khổ như thế. Tôi chẳng hề làm sai gì cả, chính ông đã khiến tôi thành ra như thế này. Jorjin nói với Yoon Hee-jae, tuy rằng trong người anh chảy dòng máu của ông ta, nhưng ông ta không xứng làm cha của anh. Bởi vì ông ta chỉ là một tên tội phạm giết người yếu đuối, cũng là thứ rác rưởi đáng bị cả thế giới chà đạp mà thôi. Ông ta vô cùng tức tối khi nghe lời anh nói. Hai người bắt đầu lao vào đánh nhau, và dĩ nhiên ông ta không phải là đối thủ của Jorjin. Đồng thời lúc này, Jae đã bị nhốt trong một căn phòng khác. Cô chế nhạo tình nhân của Yoon Hee-jae quá ngu ngốc, còn nói bà ta chỉ là một trong những quân cờ của ông ta mà thôi. Bà ta nghe xong liền tức tối định dùng tiêm đâm Jae, nào ngờ lại bị cô đâm ngược lại. Ngay sau đó Jae liền vội vã gọi điện báo cảnh sát. Yoon Hee-jae uy hiếp Jorjin nếu không thả ông ta ra thì người phụ nữ ở phòng bên kia sẽ giết chết Jae. Tiếp đó ông ta liền đánh gục Jorjin trong lúc anh không phòng bị. Ngay lúc này Jae đã xông vào bên trong, lần này đến lượt Jae bảo vệ cho Jorjin. Yoon Hee-jae tức tối tấn công về phía bọn họ. Jorjin vì muốn bảo vệ Jae nên đã lấy hết sức bẻ gãy ngón tay của ông ta, sau đó lại ép chặt ông ta vào tường. Lúc này cảnh sát cũng đã đến được hiện trường. Yoon Hee-jae đã thua hoàn toàn nhưng ông ta vẫn không bỏ cuộc, thế là ông ta liền giật lấy súng của cảnh sát hòng tìm cách trốn thoát. Jorjin thấy thế liền cầm súng lên rồi chĩa thẳng về phía cha mình. Ngay lúc mọi người đều cho rằng Jorjin sắp mất đi lý trí thì anh đã bóp cò bắn vào chân của ông ta. Cuộc chiến giữa cha con họ cuối cùng cũng đã kết thúc. Hyun Woo vì cố ý đả thương người khác mà nhận án tù thích đáng, nhưng khác ở một chỗ, lần này có người nhà sẽ đợi anh quay về. Yoon Hee-jae thì lần nữa bị bắt lại, từ đó sống cuộc sống chết dần chết mòn trong tù. Ánh nắng mặt trời vẫn luôn ấm áp, tất cả mọi người đều có cái kết mỹ mãn. Cuối cùng Jorjin cùng Jae đã thành công cứu rỗi cuộc đời của nhau, trở thành chỗ dựa cho nhau. Tình yêu của họ đúng thật và vô cùng cao cả. Bộ phim đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau.